Hai các bạn nha. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần cuối cùng. Cái phần này mình sẽ đề xuất hình ảnh và render video. Ok, mình sẽ render hình ảnh. Thì cái nút mình thấy nè, là cái nút export ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt một số tấm hình và mình sẽ tạo một số video. Sau đó mình export cho các bạn xem. Đầu tiên khi các bạn vào, nhớ các bạn nhớ là các bạn setting cho nó ok hết nha, ok hết toàn bộ mọi thứ. Các bạn cảm thấy ổn hết rồi thì các bạn mới bắt đầu các bạn render nha. Vì điều đó rất là quan trọng, trong khi các bạn ẩn bớt một số thứ các bạn quên mở, đúng không? Hoặc là các bạn setting các bạn nhìn nó chưa có ổn thì cái lúc render tấm hình của các bạn rất là khó chỉnh sửa. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô cái nút play đúng không? Các bạn vô in may à. Nhớ là cái nút setting này nè, khi bạn click vô in may, các bạn tạo hình đó thì nút setting sẽ không hoạt động nữa, cho nên nhớ là các bạn setting cho nó ổn hết rồi các bạn lấy xử lý sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô create in rồi các bạn click một tấm cho mình. Giờ mình thấy góc này đẹp đúng không, mình sẽ click một tấm đó, các bạn hãy kéo tới. Xoay tới xoay lui thử coi mình sẽ lấy cái góc nào. Cái này thì các bạn có thể lên mạng để học về cái cách mà lấy góc chụp cho đẹp. Rồi sau đó các bạn vô export này, các bạn lấy empty nữa không, image, các bạn click vô hai tấm hình này cho mình đó. Rồi các bạn lock ra, các bạn vô empty nè, mình thấy image đúng không, các bạn style port nè đó, các bạn click vô. Thì đây mình sẽ qua bên bên laptop ha. Dù mình sẽ làm một cái folder mới hoặc là bên mạng lấy một cái folder cũ, và các bạn lock vô, rồi các bạn select folder là nó sẽ ra từ từ nha. Rồi tiếp theo là tới cái hàng Paroma này thì mình sẽ đi giới thiệu sau nha. Cái hàng video này tiếp theo là mình sẽ click vào, ok, mình sẽ xoay một cái góc nữa đi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy là Rich Video nha. Tấm hình đầu tiên mình sẽ lấy góc đó, xong tấm hình thứ hai mình sẽ cho nó xoay xung quanh một bên cầu này đi đó, mình lấy một cái góc nào đó đây, thấy ok ha, rít một cái ok đó, rồi mình xoay tiếp. Không thấy góc này đẹp nè, mình sẽ rít một cái ở trên đây. Thời gian cái cục RAM của nó mình sẽ để là khoảng chừng 20 chẳng hạn, 30, 20 gì đó, tùy, đây mình để là 20 thôi. Rồi các bạn nhớ vô play, các bạn replay thử đó, các bạn thấy cái là bắt đầu nha đó, thấy không, rất là ổn, rất là ok. Ở đây là mình chưa có một bố trí, mình chưa có setting là gì hết nha, cho nên là cái file nó nhìn nó khô sơ, nó không có được đẹp. Rồi như thế này đó, các bạn thấy sao, nó rất là dễ, không có hóc. Rồi thì giờ các bạn vô empty nè, đúng không, các bạn click video 1, các bạn style bọt lên đó. Rồi các bạn chọn new nè, folder nè, các bạn tạo folder mới và các bạn select folder thôi đó. Đây là một cái cách để mình tạo ra video, các bạn render đó, hay thường hay gọi là render đó. Thì render hình ảnh video, đây là cái cách thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu có gì thắc mắc thì comment. Xin cho mình một like và subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.